Kết quả sổ số Vietlott hôm nay ngày 29 tháng 12, kỳ quay mở thưởng của Vietlott Power 6/55 ghi nhận, số tiền thưởng của giải Jackpot 1 hiện tại đã vượt mốc 79 tỷ đồng. Công ty vé số tự chọn vừa mới công bố kết quả sổ số Vietlott hôm nay. Theo đó, kết quả của sản phẩm Power 6/55 ở kỳ 521 bao gồm các bộ số 11 và bộ số cộng thêm là 23. Với kết quả này, chỉ cần người chơi nào lựa chọn được 6 cặp số trùng với kết quả, sẽ lập tức trở thành chủ nhân của giải Jackpot 1. Cũng đồng nghĩa với việc trở thành chủ nhân sở hữu số tiền hơn 79 tỷ đồng của kỳ quay hôm nay. Thống kê số lượng vé trúng giải Vietlott Power 6/55 hôm nay ngày 29 tháng 12 theo thể lệ chương trình quay số mở thưởng của Vietlott Power 6/55. Người chơi nào lựa chọn được 6 bộ số giống với kết quả đã công bố như trên sẽ trở thành chủ nhân của giải thưởng Jackpot 1. Tuy nhiên, ở kỳ quay này lại tiếp tục ghi nhận không có chủ nhân nào được tìm thấy. Jackpot 2 ở kỳ quay hôm nay cũng không khả quan hơn khi số tiền thưởng trị giá hơn 3 tỷ đồng ghi nhận đã không có người chơi nào trúng giải. Giải nhất với số tiền 40 triệu đồng đã có đến 11 người chơi may mắn nhận được. Giải nhì ở kỳ quay hôm nay đã thuộc về 865 người chơi sở hữu các tấm vé trúng thưởng, mỗi người nhận được số tiền thưởng trị giá 500.000 đồng. Giải 3 50.000 đồng ở kỳ quay này ghi nhận đã thuộc về 18.766 người chơi. Vietlott ngày 29 tháng 12, kết quả xổ số Vietlott hôm nay, xổ số Vietlott Power 6/55 như vậy là kỳ quay mới số 521 của Vietlott Power 6/55 đã kết thúc tại đây. Theo số liệu thống kê đã không có người chơi nào may mắn nhận được giải Jackpot 1 lẫn giải Jackpot 2. Hy vọng kỳ quay tiếp theo cả hai giải thưởng giá trị này đều sẽ tìm thấy được chủ nhân của mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tăng. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập tungtăng.com.vn. Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tung Tăng để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.